Hello, xin chào ông bà cô chú anh em mừng cô chú trên kênh Tú Quán Chứ Bắt Chột ngang. Chào mấy anh em. Bữa nay bốn anh em mà cả nhà ơi. Em Vinh Tính với Úc Khanh, bữa nay em Vinh Tính với Dượng Ba với anh bà Úc Khanh bữa nay xới đất nhà ơi. Cắt cái miếng lúa này không biết có chuột không đây nè. Khu này cũng mười mấy công cả nhà ơi. Hay quá. Lên luôn. Hay quá anh em ơi. Miếng đất này xả dạt cái nó chạy ấp cục nổi luôn giờ thấy lùa. Chuột chạy vô đây cả nhà ơi. Đuôi. Đuôi hả? Nắm nó đi, nắm nó liền đi. Để nó phân vô trong, nó bự nó phân vô trong. Cho nó giỡn chút nữa đi. Thằng ngồi đó mà mấy miếng đất này mà cắt một cái chạy bậy bậy giờ. Quất vòng muốn giáp đất rồi được con con mà chạy vô đây nè. Chụm chưa? Không có chỗ chạy hết chưa mà. Vô vậy. Ừ, đuôi à. Đuôi mà nãy giờ nó phân hoài vô kìa. Giỡn nhưng tính kìa trời. Châu trong đây nè. Giỡn nhưng tính ta.
Quất cái chân nó xuống luôn coi. Nó được chưa? Được. Một con đầu tiên. Đó nó dính rồi. Rột luôn. Dở lên tay không vậy? Rột đôi vậy. Đó cái này đó. Không có dấu gì chứ. Có hàng dục cống ngoài có. Dục cống ngồi ra đầu không dục cống. Bây giờ chống chảy quá bởi vậy ít chuột à, rồi tới đâu rồi trời ơi chết cháy cái nhà ơi. Một em này còn ngã nữa mình ăn qua mất quýt. Mày ơi, cái heo trục cống dữ lắm, nó bự cả nhà. Ừ, nè, nó chai chỗ này nè. Không đợi trên trên đó nè. Cái heo kia đó đó. Không, cái heo đó ấy, heo này là trắng này nè. Ừ, trên đó đó. Ai vô ra cái. Ừ, cho anh tính đó, đi lên anh tính. Trời, hàng này dính chuột cống xù này, cái dẫn phim luôn nè. Hàng nó khác. Đầu khác, trong đó. Dắn như này nè cả nhà ơi. Trời, dắn bự là nó chết với em rồi. Này thấy tình hình sao? Thấy tình hình lấy với máy bơm được không? Mấy ơi, ở ngoài miếng lúa thua rồi cả nhà ơi. Nãy giờ anh tính với anh ba chị lấy cái máy nằm mới vô chào cả nhà coi. Đó, à. Làm được phim được hai con nữa. Buông dưới ra đi, bụng ở trên thôi. Giờ đem cái máy vô, lấy cái máy vô đặng bơm cái hàng chục cống này cả nhà. Quá trời trên này luôn, không biết cống dâm hay là cống xù đây. Cống lan hay là cống xù không biết nữa. Cắt hết miếng rồi mà không có chuột bò chứ. Con Lý nó bắt ra nhà. Bỏ vô đó miếng dơm. Để nhúng nước cái trời dơm mới ướt coi. Năm qua đây dơm nè. Dơm coi coi chạy kêu nữa. Tính là làm vô đó đừng tính. Dứt. Bỏ giọng nó đi. Bỏ giọng nó đi. Bỏ giọng nó đi. Bỏ giọng nó đi. Có cái hang đâu ở đâu đằng sau lưng anh á Năm. Cảnh tính ơi.
của bóp nha. Bên đó mà kìa, cháu Dung Ba kìa, đúng đâu có lại, có lại anh Nam ơi. Dính cái đó lại thôi, không đâu dưới đó đó, coi đâu dưới đó coi. Cơm. Còn lấy vô hàng đó. Cá. Một con. Ừ nó đó. Ở trên trên á, sạch trang trên á. Chụp bơm hả? Chạy đây rồi nè. Đừng bơm đó, bơm đâu dưới kìa. Không anh Dùng ba? Hàng đâu? Hấp tiếp cái hàng chùa con mình chạy bơi cái ghê chạy. Có hàng đâu? Không có hàng, đông chưa hả? Được, chạy ra đây rồi, không có chỗ nào nó bơi xích tới đây cho đám cỏ này kìa anh ba. Đi lên này đi. Đi dài vô này đi. Phát hiện chỗ này cái hàng chục cống quá trời mà không biết sao có không đây cả nhà ơi. Bữa nay thì thấy cũng lúa cách không có chuột gì trơn. Anh Ba qua bên đây nè anh Ba. Qua bên đây, vào đây nè. Bỏ hàng đó đi, chạy ra cho đây dựng ba chục cũng dính vậy. Xích xích lên trên, gốc mít ở trên kìa. Chạy anh tính nó chạy nô rút xuống cái gì ạ.
cái cống này cả nhà ơi. Mình mới vô tới cả nhà ơi. Cứ phóng chạy. Ờ, bây giờ giao máy là chỗ khách mới được cả nhà, em chịu anh nói rồi. Qua đây nè. Thua cả nhà ơi. Hàng này không có rồi. Tiếp tục về dạy vô đây luôn. Tháo ra cho gọn. Chừng nào mình đi. Chút cả nhà ơi. Cái máy hư luôn rồi. Cái bà này đào sao nổi. Có hư cái gì trong đây rồi cả nhà ơi, giật hết được rồi. Đó, giục luốc rồi, gãy con chó ở trong rồi. Không có chuột bò gì hết trơn á cả nhà ơi, thôi đi vậy. Ngang qua mình kéo được mớ cá đó bỏ nhà cả giờ anh em về là làm cái gì ăn cơm đây. Thôi, để về cả nhà ơi. Hết ham thiệt chứ. Cắt một đống lúa vậy mà không có chuột bò gì hết trơn á. Máy vẫn còn cắt đáng người cả nhà. Nhưng mà không có chuột rồi bắt cái gì vậy? Thôi về thôi cả nhà ơi, hẹn cả nhà gặp lại ở nhà nha. bây giờ bắt chuột không có, bây giờ anh em chuyển phương án rồi cả nhà ơi. Người thì đi hái bông điên điển, người hái bông súng, người hái rau muống gì thì gom về làm một cái lẩu cá. Ngày hôm qua anh em kéo và mằn rồi bỏ tủ lạnh ở nhà cá linh ngon lắm cả nhà ơi. Quằn vô được không vô quá. Mấy cái ít được rồi. Điên điển ơi là điên điển. Cái này mùa nước tới rồi. Mà ở đây thì bao đời á cả nhà. Hôm nay hai ba bông rồi chung ba. Bao đời á. Bao đời á, đâu có nước vô được. Trời ơi cà na, khát nước mà gặp cà na nữa hay thôi. Trời đã. Máy tiếp Dương Ba ngồi. Về được rồi Dương Ba. Giờ muốn nè. Con điên điển. Non xèo. Về làm cơm ăn cả nhà ơi, đau bụng quá. Giờ về tới nhà cả nhà ơi, anh em ngừng tay chân là lặt rau với ấy rau muống với bông súng miên điên điển về ít cộng mồng tơi nữa. Để mang cá cho ấy đi ông Khanh ơi, coi bắt nước rồi lên đi ông Khanh ơi. Thầm xôm đây. Giữa ban cá lại đây. Cá linh, bữa nay có cá linh cả nhà ơi. Cá linh cá này kia lộn xộn lại gai. Bắt chuột bữa nay ngày tạm tha mà không tệ thì chứ. Được 5 con chứ. Bộ. Được có 5 con chuột ha. 5 chuột 4 chăn ăn rồi. Này cái này bắt cho chăn ăn. Vô nhà cái à. Thăm ba con cá coi. Đây. Cá linh đây cả nhà ơi, cá linh cá dầm, cá lòng tông, cá gì đủ thứ cho nghe cả nhà ơi. Bữa nay mình ăn giấm nha. Chuột về ăn giấm. Chùi cái chảo này hai cái nước. À, rồi. Cái gì em? Hạch. Hai bọc không bọc? Một bọc đầy luôn. Một đầy ha. Thịt này giăm mặn cả nhà. Này giăm mặn cả nhà biết chi không? Năm ra các bạn lấy. Như mua đây mấy chục cái hột vịt với bắp non, tại vì bữa nay thằng Cường nó có gửi cái thùng giao cải cho anh Hùng á, sẵn mình có gian mình gửi cho anh Hùng miếng luôn. Tại vì anh Hùng cũng cho quà gáp anh em hoài, gạo rồi anh Hùng cho hoài à. Thì anh Hùng ơi, cái này cũng như là nói chung mà của ích lòng nhiều anh Hùng á. Thịt giam mặn, tính kho hộp vịt cho anh mà gửi đi sợ nước á. Thấy thôi, chứ gửi cho anh 20-30 hộp vịt trắng à. Viên chục hộp vịt lộn ăn lấy thảo nha anh Hùng ơi. Bữa nay anh Cường gửi nè. Ớt không hành? Ủa hành nè. Ở quê mùa nước không thể nào thiếu cái món cá linh này nha cả nhà.
đây á, là bao đê quên hơi xả đê á, là cá linh rất là nhiều. Bây giờ mùa nước bao đê ít hiếm lắm cả nhà. Được chưa? Hiếm cá linh. Dốc nước hơi, nhiều lắm rồi. Cái này á, là anh em ngày hôm qua kéo được mớ. Chứ hồi sớm bà xã đi chợ thấy cũng có mớ, mua thêm mớ nữa cả nhà. Sao không có nhiều. Nhúm lửa này em ơi vậy. Ừ. Đây nè, dưới bếp ga đi. Nhúm lại đợi nó đi. Cho nó mau. Nó mau nó bụng hết rồi. Em nấu cơm rồi đây. Rồi gọi luôn hả? Ừ. Quá ngon anh em ơi. Xôi vừa dừng bà. Nếm nếm ông Khanh ơi. Bỏ xuống vô vô muốn vô trước nè chị Khanh. Nè, bỏ vô muốn mình vô trước đi. Muốn lầu chín lắm. Ừ. Ai muốn trước còn mấy kia khổ. Rồi. Cộng lên. Ủa nè. Xơi lên. Bây giờ tới giờ cơm mời cả nhà ơi. Thôi em cũng xin mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em bữa cơm sáng luôn nha. Thì bữa nay thì mình ăn cá linh nhúng mắm, lộn, nhúng giấm. Đây có bông điên điển, bông súng, dâu muống. Cơm đây anh em ơi, bữa cơm ăn cơm đây, bỏ cá rồi vô. Xôm xôm đi. Giờ bà xã trang trí. Được quá, đẹp quá. Đẹp rồi. Thôi vô vô ngồi đi, còn giao cho mấy anh. Thôi hết lấy thêm. Ừ, thôi hết lấy thêm mình tính. Bỏ cá vô. Bây giờ đẹp không đẹp gì nó cũng vậy rồi. Giòn dữ ta. Chơi luôn nguyên vẻ luôn đi. Trời ơi, lan rồi. Lụm nãy giờ. Không bơm rồi né thôi, cho nguyên cá luôn hả? Nguyên cá kia coi. Rồi đó, đục mắt rồi đó, là né được rồi đó nha. Được rồi. Ăn cơm cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn cơm với anh em nha. Chuột vậy ăn cái linh nhúng giấm. Ấm làm gì hả? Có chuột vậy ăn canh hả? Ừ. Ơi, tại ấm vậy. Cơm luôn đi em. Em quay phải không? Mà anh Hùng ăn cái linh nhúng mắm anh Hùng ơi. Nhúng giấm. Nhúng giấm chứ, không mắm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Làm ăn cơm. Làm ăn cơm. Mời đây chặt ai đây gì ăn cơm quên. Mời ăn cơm. Cái nước mắm đâu? Ừ. Cơm lại đây rồi. Cả nhà cùng ăn cơm với anh em nghe. Mời tất cả anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột luôn nha. Cá linh nè cả nhà ơi. Cậu anh em cũng có chả nước ăn à. Chả nước mà hết nước là tay chả. Cái bốn giờ đã ngồi chết với nóng. Một con cái giá luôn. Nửa chi ra nửa không vậy. Nửa không thì vậy con. Nó không có củi mà. Cũng là củi. Dịch tích. Ờ. Hiếu hết anh ta. Quá hết anh ạ. Đó quá hết ạ. Cơm bánh ngợi ngon quá. Ớt anh Hùng ơi. Để bữa mình tranh thủ luôn được ta. Đây
đầu mùa giờ mới ăn cá linh. Ngon cả nhà ơi. Ngon sao đâu. Đã, cái lượng gà tính thôi. Cái gà độ mà. Quá gió. Gió kiểu gì vậy? Ở trong đồng này đâu có cần gió được. Không gió là không gió. Nước hết. Qua nay mình ăn cái món sốc sốc không ha, bắt chuột về thì ăn cá linh giống giống. Ngày hôm qua đi xúc mô về ăn cá rô khô bầu. Vậy nó mới ngon chứ vậy mới đã chứ. Bạn món này ăn món khác không ạ? Đã anh em ơi. Lâu lâu có linh ngon trời, năm ngoái nào mới ăn lại trời. Chắc năm ăn rồi đó. Được có linh non lần. Còn dán là gì mà tất cả nước thiếu. Trong có gì ngồi lên trong nước lạnh vô. Đây bị chạy cái gì hết. Lắp nhiều. Ngon không? Mình thấy không kỳ vậy? Bông người không biết cơm nhiều không? Đó mình thấy ấy á. Ở Vương Cọc á. Thấy cũng nhiều á. Bữa ăn bên gạch bên tính. Trời ơi, cái linh mới múc vậy nè cả nhà ơi. Múc vậy nè, mới ngon. Nóng quá. Đút vô đây nè. Múc vậy nóng á. Người ta nóng ha. Không vượt. Chị muốn ngon quá chị Hạnh ơi, chị Hường ơi. Đây cái thịt chan vô đây, chúng dính vào đây miếng mắm nữa. Vừa vô miếng ớt nữa. Vậy nó mới ngon. Cay không? Chưa ăn, chưa ăn đi cậu. Cá ăn mạnh mạnh đi. Ngon qua vô. Để bầu vô anh. Chắc là bầu đó. Cái này không dám ăn bầu nhiều. Cá linh non nó ngon lắm. Linh non ngon thật quá. Thì gần bên mẹ ngoài lắm, cho khó đây. Dạ hết hả? Nó đâu còn cay không? Cay cái gì nó trụng lên nó... Ớt nấu chín nấu cay. Không cay không? Cắn chúng rồi, mắm đâu còn cay. Nhưng chấm đâu tới. Như hơi chỉ một bốc này, cá kho không chấm. Nãy chấm có đụng miếng mắm nào đâu. Thôi rồi hả? Không vừa rồi, dở lên. Cá kho không chấm mắm. Nó nhìn chấm. Chấm mà niễn nha, niễn, niễn vừa đụng tới là lấy giờ là quen, nó đó quen.
mấy ngày nay giờ đi bắt chuột về là ăn lẩu không? Lẩu không nha, ăn cá. Chuột bây giờ nói chung ở đây giờ tôi đang cũng ở đây nhiều kênh, ba bốn kênh ở cả nhà mình giờ hết. Ủa Út Thanh nó chan nước nữa kìa, Út Thanh nó chan nước nữa kìa. Bây giờ mình đi đồng cát á. Quá ngon cả nhà ơi. Không phải nào tưởng tượng nổi cả nhà. Rồi giờ em cũng xin kết thúc clip đây, hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân mãi mãi luôn nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Bye.